Xin chào các bạn đang xem kênh Biển Review. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại Hit Honda Phú Liên 1 thuộc thành phố Bắc Giang các bạn. Cụ thể thì là ở số 40 và 42 đường Sương Giang, thành phố Bắc Giang nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình lên đây là để review tiếp cho mọi người về cái mẫu xe Everest 2025. Thì phía trước mình đây đang là chính là cái mẫu xe Everest 2025 phiên bản thể thao. Đó, một cái mẫu xe có cái tông màu chủ đạo đó chính là màu xám nha các bạn, và điểm theo là màu đỏ. Đó, bên dưới phần dưới xe thì vẫn là sử dụng chất liệu nhựa màu đen nha các bạn. Đó, thì đây đang là cái phiên bản 125cc và cái phiên bản 160cc thì cũng sử dụng cùng một màu sơn như thế này nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn về cái mẫu xe Everest 2025 này, phiên bản thể thao. Đó, thì phần trước là đây chính là cái phần mặt nạ phía trước của Everest phiên bản thể thao 2025. Với cái phần tông màu chủ đạo đó chính là màu xám nha các bạn, xám, và điểm theo phần mặt nạ thì sẽ là có phần màu đỏ mận. Và phần trên phần đồng hồ hiển thị phía trước này thì là sử dụng phần nhựa đen nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Thì cái mẫu xe phiên bản thể thao Everest 2025 này thì mình thấy là nó đang là một cái mẫu xe có một cái màu sắc khá là đẹp và nổi bật. Cụ thể thì các bạn có thể thấy là ở phần ngang xe này thì Everest phiên bản thể thao được sử dụng một cái tem dán ở phần yếm xe có chữ Sport này, một cái tem nhỏ này tạo một cái điểm nhấn ở phần yếm xe rất là nổi nha. Đi về phần hông xe thì các bạn thấy là phần ốp để chân này, đối với những cái phiên bản như là phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản đặc biệt hay là phiên bản cao cấp thì ở phần ốp để chân này cũng sẽ được sơn một cái màu khác, chẳng hạn như màu xám hay là màu bạc ấy. Đó, thì nhưng mà đối với phiên bản thể thao thì nó khác biệt hơn, đó chính là ở cái phần ốp để chân này sẽ được dán thêm một cái tem hiển thị phân khúc CC, chẳng hạn như đây đang là cái phiên bản 125cc của phiên bản thể thao thì sẽ có một cái tem 125 dán ở cái phần ốp để chân này, tạo cái điểm nhấn cho cái xe. Đi về phía cuối đằng hông xe thì các bạn cũng thấy là phiên bản thể thao có được thêm một cái lườn tem nữa được dán ở hông xe phần sau này nữa, tạo cho xe có một cái điểm nhấn rất là đẹp, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Đó, đi về cái phần động cơ thì Everest 2025 thì phiên bản thể thao này cũng được sử dụng cái động cơ ESP cộng với cái động cơ 4 van, và cái mức tiêu hao nhiên liệu trên Everest 2025 phiên bản thể thao này vẫn là ở cái mức tiêu hao là 2,14 lít trên 100 km nha các bạn. Đó, thì với cái mức tiêu hao này là 2,14 lít này thì nó thấp hơn so với phiên bản Everest 2023 một chút. Cái phiên bản Everest 2023 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu là ở 2,26 lít nha các bạn. Mình nhìn thấy rất là đẹp luôn. Một cái phiên bản thể thao này mình thấy là riêng về cái màu sắc của phiên bản thể thao này thì nó nổi bật hơn so với tất cả các phiên bản khác, vì nó được sử dụng tem dán nhiều hơn. Đó. Còn ngoài ra thì mọi thứ là vẫn được giữ nguyên so với phiên bản Everest 2023, chỉ thay đổi về, mình thấy là có thay đổi một chút, đó chính là về cái màu sơn này. Và hệ lốp sử dụng trên Everest thì sẽ là một cái hệ lốp khác. Đấy, về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì là được giảm xuống từ 2,26 xuống còn 2,14 trên Everest 2025. Thì đây là bao quát vòng quanh của cái phiên bản Everest 2025 phiên bản thể thao. Ở cái Everest 2025 này thì năm nay thì Everest được trang bị rất nhiều màu sơn, đặc biệt là trang bị song song trên hai phiên bản phân khúc 125cc và 160cc thì mọi thứ về màu sơn hai phiên bản đều được trang bị giống y hệt nhau.
thì các bạn nếu mà bạn nào mà thích màu sơn nào ở trên phiên bản nào thì đều có luôn nha các bạn, không phải lựa chọn là màu sơn giống như phiên đời Apple 2023 nữa. Ok các bạn, thì mình vừa mới quay sơ qua vòng quanh về cho các bạn về cái phiên bản Apple 2025 phiên bản thể thao. Đây là phía sau của cái phiên bản Apple phiên bản thể thao nha bạn. Động cơ thì vẫn là ESP cộng này. Về dung tích cốp thì cũng khá là rộng nha các bạn. Sức chứa của cốp thì cũng khá là rộng, để mình sẽ quay mở cận cảnh cái cốp cho mọi người cùng xem. Đó, đây là bên trong cốp của Apple thì nó dung tích cốp nó vẫn sức chứa như vậy. Đựng có thể đựng được một cái mũ full face hoặc là hai cái mũ nửa đầu ở cái phần phần đầu cốp này. Ở phía sau này bạn nào mà không để đồ thì vẫn có để được thêm cả bộ áo mưa này, thậm chí là một cái mũ nửa đầu nữa, nhưng mà phải xếp hơi kỹ một chút thì mới để thêm được nha các bạn. Về dụng cụ đi kèm theo xe thì vẫn được tặng thẻ kèm theo là một cái tua vít này, một cà lê và một cái bộ lục lăng này. Ở phía trước của Apple thì vẫn được trang bị cái bình xăng ở đằng trước đấy, giúp thuận tiện khi mà các bạn đổ xăng thì không phải xuống mở cốp để đổ xăng trong cốp như một số mẫu xe khác. Còn đây là phần mặt đồng hồ công tơ mét với cái màn hình hiển thị LCD rất là rõ nét. Các bạn khi mà khởi động lên thì các bạn có thể quan sát được là về những cái chi tiết như là tốc độ điều khiển xe này, hay là mức xăng nhiên liệu còn bao nhiêu này. Đó, màn hiển thị rất là rộng nhé. Về dung tích bình xăng thì vẫn là được giữ nguyên ở cái dung tích chứa là 4,4 lít trên trên cái dung tích bình xăng của Apple nhé. Đó, đây là phía trước. Thì vừa xong thì mình vừa mới review cho mọi người về cái phiên bản Apple phiên bản thể thao 2025. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này, xem lại subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.